Kính thưa quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV, chương trình luận đàm thời sự của anh em chúng tôi ngày hôm nay gồm có anh tiến sĩ Đinh Xuân Quân ngồi giữa, anh Nguyễn Kim Bình ngồi bìa và tôi là Lê Minh Nguyên. Hôm nay chúng tôi sẽ thảo luận thứ nhất là đầu năm mới, muốn có một cái dự phóng về cái nhìn về những cái chuyện sẽ xảy ra trong năm 2019. Thứ hai là thảo luận về những cái vấn đề của Hoa Kỳ, nhất là chính sách của Hoa Kỳ đối nội cũng như đối ngoại, và thứ ba là những vấn đề của châu Á và Việt Nam. Trước tiên về cái vấn đề mà cái dự phóng cho cái năm 2019 thì dĩ nhiên chúng ta phải dựa vào những cái gì cũ để mà coi như nó làm cái nền tảng để chúng ta có thể dự phóng trong cái nhìn trong tương lai nó sẽ diễn ra như thế nào 2019. Thì theo anh Quân á, nổi bật nhất là những cái gì mà trong năm 2018 mà có thể nó carry over, nó có thể mang qua tới năm 2019, nó có ảnh hưởng á? Thì trước hết thì cũng như là quý vị biết là cái cuộc mà nghĩa là chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là về vấn đề mà thương mại đó, thì nó sẽ kéo dài hả, và nó sẽ ảnh hưởng tới kinh tế Hoa Kỳ. Không những Hoa Kỳ không mà kinh tế Trung Quốc cũng bị nghĩa là ảnh hưởng rất là nhiều. Mà ở đây đó nó có nhiều cái dấu hiệu nó cho thấy là cái là gọi là kinh tế Trung Quốc đó có phần chậm lại. Không những chỉ có Trung Quốc mà Hoa Kỳ cũng thiệt cũng có. Nhưng mà anh nói thì cái tin hôm chúng ta đi ngồi đây á, thì được biết là Dow Jones nó xuống 677 point và nó coi như nó sụt khoảng 3%. Và những công ty lớn thì như Amazon, Microsoft, Alphabet tức là Google hay là Apple đó là đang thê thảm. Thì có phải là nó đó là cái hậu quả của cái chiến tranh thương mại và cái sự chậm lại của Trung Quốc? Có hai chuyện mình phải thấy khi mà tôi muốn xin phép quý vị một chút để cắt nghĩa cho khán giả, thính giả Việt Nam hiểu hơn. Ở đây đó mình thấy là khi chính quyền của ông Trump nắm quyền đó thì là kinh tế nó khá tốt. Và tới bây giờ đó thì cái tình trạng tôi nói kinh tế đó là cái số người mà thất nghiệp đó nó thấp, lạm phát cũng thấp. Và do đó tại sao mà anh nói là Dow Jones nó xuống, thì mình phải so sánh giữa một bên là kinh tế và một bên là thị trường chứng khoán. Cái thị trường chứng khoán nó bị ảnh hưởng là bây giờ có chiến tranh thương mại, thì là thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì các công ty Hoa Kỳ họ sẽ cũng bị. Rồi cái thứ hai đó, cái người đầu tư nữa. Cái người đầu tư thì khi mà Fed đó, nghĩa là ngân hàng nghĩa là trung ương đó mà lên lãi suất đó thì họ cũng bị ảnh hưởng. Thì ở đây đó mình phải nhớ là khi mà tổng thống nói một vài chuyện đó, nói bây giờ còn tiếp tục chiến tranh thương mại, tiếp tục đánh nhau nghĩa là siết Iran đó, thì theo ý anh đó là kinh tế và cái thị trường chứng khoán hai cái nó khác nhau. Kinh tế có thể tốt và nhưng mà thị trường chứng khoán có thể lên xuống bất thường. Đúng, tại vì cái nhưng mà cái câu hỏi nó đặt ra đó, với cái nền kinh tế mà như anh nói 2018 là tốt đó, thì tới 2019 như thế nào? Tôi thấy thì nó sẽ chậm lại. Tôi nghĩ là nó sẽ chậm lại vì không phải là vì kinh tế mà xấu hẳn, nhưng mà vì những cái inconsistency trong cái chính sách của Hoa Kỳ đó, nghĩa là hôm nay nghĩa là đụng độ với Trung Quốc, ngày mai cái ông tổng thống tuyên bố cái này, ngày mai tuyên bố cái kia, thành ra nó gây một cái xáo trộn. Mà khi mà xáo trộn thì cái người mà thị trường chứng khoán đó họ hốt hoảng một phần nào, hốt hoảng phản ảnh một cái vấn đề này của kinh tế Mỹ cũng như là ở Tây phương, và Trung Quốc cũng sẽ không tránh được ở chỗ là vậy. Hàng ngày á, tất cả những tin tức mình coi về cái nền kinh tế của mỗi quốc gia và đặc biệt là ở Mỹ, không phải là ngày nào nó cũng ra. Khoảng chừng một tháng có những con số kinh tế ra một lần. Và những con số đó chưa chắc mọi người đã theo dõi hoặc là đã hiểu rõ. Nhưng mà cái con số mà mình thấy mỗi một giờ đồng hồ là cái thị trường chứng khoán nó lên hay xuống. Cho nên nó là một cái lớp vỏ ngoài da. Có điều á, cái người mà bị bệnh ngoài da có thể không phải là bị bệnh nặng, nhưng mà ai cũng thấy được hết. Cho nên nó gây cái sự hoang mang lại chỗ đó. Đúng. Cho nên đằng sau cái kinh tế Mỹ, cái thị trường chứng khoán và đặc biệt chỉ số Dow Jones hay là Nasdaq đó, người ta đã tiên đoán khoảng chừng 2 năm vừa rồi là có thể nó bị overvalue khoảng chừng 10%. Cho nên cái việc mà nó xẹp lại đó
đối với nhà kinh tế có thể là cái chuyện tốt, là vì như ông Alan Greenspan hồi xưa ông cứ hay nói hoài là có một cái sự lạc quan mà không hợp lý nó cũng là nguy hiểm. Nhưng mà theo Bình á thì là như anh Quân á, thì cái nhìn của ảnh là bởi vì đây là từ 2018 mình dự phóng tới 2019 thì anh Quân nói là kinh tế 2018 tốt nhưng mà 2019 thì nó sẽ chậm lại. Theo Bình đó thì kinh tế của Hoa Kỳ vào năm 2019 sẽ thế nào? À, không có dấu hiệu gì để chậm lại, ít nhất là trong hai quarter tới. Và cái người mà xác nhận cái chuyện này là ông Jerome Powell, chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang. Chính vì kinh tế có dấu hiệu cứ lên hoài, cho nên bên Quỹ Dự trữ Liên bang họ muốn đạp thắng là vậy. Tức là cái theo Bình là cái chiến tranh mậu dịch đó, Hoa Kỳ Trung Quốc nó có ảnh hưởng lên kinh tế Hoa Kỳ không? Nó sẽ ảnh hưởng đến khoảng chừng 10%. Trong tức là ảnh hưởng tích cực hay là tiêu cực? Về tiêu cực. Ví dụ những như vậy nếu ảnh hưởng tiêu cực thì những cái gì nó đương hiện tại tiêu cực thì dĩ nhiên nó phải nhét xuống. Những công ty kỹ thuật cao như là Apple sẽ bị hit nè. Đúng đúng, nhưng mà cái mà tôi muốn thêm một cái ý kiến của anh lúc anh Bình nói đó là vậy nè, khi có những con số ra là một chuyện, nhưng mà người ta cũng có những cái prevision và người ta những có những cái tỷ lệ index về vấn đề mà gọi là manufacturing sector, những cái khu vực công nghiệp đó, thì mình thấy là khu vực công nghiệp của Hoa Kỳ đó khi người ta hỏi ra đó thì nó xuống còn có 54-55, nhưng mà nghĩa là vẫn hơn 50 là rất tốt rồi. Bây giờ đó là một cái dự phóng 2019 là vấn đề kinh tế rất là quan trọng và người ta dự báo là kinh tế Mỹ trong năm 2018 này nè. Qua tháng tới trong 18 lúc mà nhìn lại đó, thì GDP nó người ta dự đoán là sẽ con số GDP mà nó phát triển trong năm 2018 là khoảng chừng 2.7%. Đúng là một con số rất là khá so với các nhà. Bây giờ ngoài cái vấn đề kinh tế thì cái dự phóng của 2019 là còn cái vấn đề nào nữa theo anh Quân? Theo tôi đó thì nghĩa là ngoài cái vấn đề tôi thì tôi nói là vì những cái gì nó đã xảy ra trong 2018 và 2019 thì 2019 đó, thì vì cái chiến tranh thương mại đối với Trung Quốc đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà ví dụ như là đối với Apple đó là họ bây giờ bên đó là vấn đề kinh tế, nhưng mà ý tôi muốn hỏi là ngoài cái vấn đề kinh tế, vấn đề an ninh, vấn đề chiến tranh, vấn đề mà những đe dọa thì như thế nào? Thì tôi thấy là ở trong 2019 thì chúng ta có 2-3 cái khu vực nó rõ ràng. Một bên đó mình thấy là cái vấn đề Á Châu đó mình để lúc chót mình nói chuyện, nhưng mà Trung Đông đó thì là ông Tổng thống Trump đã rút ra khỏi Syria nhưng mà có thể chậm lại, nhưng mà nó đã gây rất là nhiều cái bất bình, và trong cái bất bình nó đi song song với dầu hỏa nữa. Đó là một. Tức là theo cái nhìn của anh đó là về vấn đề an ninh đó, thế giới đó, thì 2019 nó có thể nó bất bình hơn. Vâng, tôi thấy nó bất bình hơn. Đó là một. Cái thứ hai nữa là mình thấy là Nga nó vẫn chưa có cái là gọi là, nghĩa là cũng có thể gây nhiều cái khó khăn cho Mỹ trong năm 2019. Thì do đó thì nó gây thêm một cái, tại vì ở bên Trung Đông đó là gì? Là Nga và Iran. Do mà theo mình đó, mình thấy đó là cái ông quyền Bộ trưởng Quốc phòng ông Patrick Shanahan đó, thì hôm thứ Tư 22 tháng Giêng thì ông nhắc là chớ quên Trung Quốc và Trung Quốc. Tức là như vậy thì cái vấn đề mà an ninh quốc phòng ông quyền Bộ trưởng mà ông nói như vậy thì theo mình thấy là 2019 sẽ như thế nào? Về mặt quốc phòng hay câu chuyện lớn nhất của năm 2019 có thể là ông Shanahan sẽ là bộ trưởng chính thức. Cái cách mà ông nói chuyện như vậy thì có vẻ như ông dọn đường để mà ông trở thành một bộ trưởng quốc phòng. Và ông này là một người mà không ai nghĩ là sẽ trở thành bộ trưởng quốc phòng cả. Tuy nhiên ông cái cơ hội ông bây giờ cao lắm, là tại vì những người mà cựu tướng hay là những nhân vật mà đối tượng á, đáng lẽ được chọn á, hình như cũng từ chỗ hết rồi. Cho nên bây giờ cái cơ hội của ông Shanahan cao lắm á. Và có thể ông sẽ là một nhân vật như theo Bình nhìn đó là ông ta diều hâu hay là ông ta là bồ câu? Ông đang cái cách mà bắt đầu phiên họp đầu tiên trong cái vai trò mà quyền bộ trưởng quốc phòng á, cái cách mà ông trình bày vấn đề là ông đang position ông như là một nhân vật diều hâu để thừa kế ông Mattis. Đây là một cái thông điệp cho tất cả những đồng minh của Mỹ, những quân đội Mỹ khắp thế giới là ok, tôi không phải là một tướng, tôi chưa đánh giặc nhưng mà tôi cũng có gọi là như vậy á, là trên khía cạnh mà an ninh thế giới á, thì năm 2000 đi vào năm 2019 nó sẽ có nhiều cái bấp bênh hơn theo Bình nghĩ. Có về mặt quốc phòng, nếu ông Shanahan ở lại là bộ trưởng thì ông sẽ cần một thời gian
dài để mà ông chấn chỉnh lại hoặc là xây dựng uy tín của ông trong nội bộ quân đội Mỹ, cho nên đối với bên ngoài đó, ngoài miệng không nói cứng đó, nhưng mà về mặt hành động thì không cứng bằng ông Mattis được. Là vì ông này chưa bao giờ, tức là cái uy tín của ông chưa lớn bằng ông Mattis. Đúng. Vâng, chúng ta sẽ nói thêm nhiều đó về khi mà chúng ta tới cái vụ mà Á Châu đó. Dạ, kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.